But sustain it up near Bellum Chukna, such as my brown teeth, no bit over top, but umpy cavity adobe illustrator. But a technicium nung a choto bung rin it up near umpy beep bung cut crack da. Recalls and lucky car, some bait for cat design, but you chose a can file, you pick new. But top material, you know, such sign a line sitter, a pet cut up a year, we move on. Trong name, cứ dùng đặt mua. Chúng mua file là dùng trong túc. Tại vì để dùng design hay dùng đặt xa vì túc, cứ dùng vô lại chúng mua nữa. Và trong profile, profile trong này custom này cứ chương design size được luôn ấy, cứ tổng hồn bia bản á, cái là tấn nâng ở công bộ bảo bia, bạn bảo mán hay ở khanạt bảo bia, cất chia khanạt point piska in millimeter rồi cái song meter ta tam chấm nong nó chết bóng ôn bóng ôn đây ở trong thừa nữa bạn bóng ôn trong cất khả chỉ millimeter trong bóng ôn đã chỉ millimeter nữa và bóng ôn trong cất khả chỉ centimeter bóng ôn đã chỉ centimeter và bóng ôn cất chỉ khả pixel bóng ôn cất chỉ khả pixel bạn ok hay trong cái này là split bên cái bài chạy trên chỉ buồn này cứ này thì mỗi cứ top này thì pí cứ bottom này thì bấy cứ left này thì buồn cứ right mà khi này dễ thì lớp này bỏ top cứ chỉ này càng lớn này càng đa mà này càng lớn này càng đa thôi mà đá đôi chỉ vớt chẳng nữa bằng ôn vài vớt cứ về miền margin còn ta này kiểu cất margin thì cái cất split bạn split nó cứ phải xa với ai ai phải thay đổi margin chẳng nữa bạn cứ margin khang top và đặc biệt này cái đặt tháp split top và hay đặc biệt anh ấy bottom đôi margin bottom chẳng có vấn đề là không nói cái hai tháp split bottom nếu không word khang left cái hai margin left và này khang swing và khang swing hay nếu lưu ở Adobe Illustrator cứ dừng đã nó khang swing cái hai tháp split top và hay đặc biệt này rải nó cứ này càng đậm và đối với nền chân nữa nó không vớt cái hai thứ margin rải mình thấy thà này càng đậm và ai này càng đậm mà đấy cứ như đã biết mà này càng đậm và đặc biệt nó không cam thi Adobe Illustrator cứ bleed rải và bleed rải và chẳng trăng cả là advanced và advanced đấy cứ bóng phổ đồ chỉ color mood nó cứ sắm đa từ lửa color standard color standard color bớt sân chỉ bóng phổ bóc bùm lửa ao rồi có chỉ lẽ nào bóc bùm khnạp thống kêu dừng pra c y m k c m y k bạn chấm này bóng phổ pra o b cứ khnạp color thầm đá để dừng miền mê bò bấy cứ red green hay nâng blue bạn ok hay cái này khao tha raster effect cứ sắm đặt từ solution cứ sắm đặt từ phổ biến tha bẩn lửa vía na lửa phết chụp ba bộ vía và bóng phổ đã hai vía thông phát cứ bay rồi và sau đó bóng phổ đã medium cứ một hai sập và hay đặt bên phổ đã screen cứ phổ bay rồi mà phải và ta tam tùm hôm file bóng phổ đã chẳng thứ tư vi chụp ba phần na hay cầm lăng mà sân dương ai rút chập ba phần na dương rơi vô phần nóng na bạn bạn chấm này à preview mode này cứ sắm đặt từ default bảo vía cứ miền pixel được có overprint bạn default mình để thay nhầm đặt chỉ tụm rung sáng đặt tu tới hay đặt pel pixel cứ nhầm prao chỉ tụm rung bảo khnạt pixel bạn nhầm bạn hay overprint mình để thay print là cái khnạt thùng bạn ok hay trong lại này thảo line use object to pixel grid bạn nâng cứ mình để thay sắm ra tụm rầm tụt tam tay còn là bỏ grid bây giờ bạn chỗ này anh ấy khá template tiền template mình là tiền tiền cùng ru vì thằng cái đã cho tập không background bây giờ để chân chọn thừa bạn bây giờ được bán những chuyện nhiều quá nó buồn đấy ok ok cho hay dương cho tôi tưởng ở kia cả đây cả lại sai nick nhưng mà chạm vào tiết trong tha letter letter này cứ chỉ tùm rung cọt đá để mình sạp để bóng phổ ổn chân rứa thả tùm hôn với chỉ một hết letter bởi dân kết chế khả nạp pixel thì mà nâng bùm mùi rồi đọc bì pixel hay hẹt bảo viết cứ mà nâng bùm bơ rồi cao sắp bì pixel bạn trong orientation cứ dân chăng rơi cho chìa cả đá tùm vùng cả đá pixel và rưu cả đá bà địch anh ấy khá thật portrait
ពេលក្លែនេះក្រដាស់ប្តីកាត់រលែនស្គ្រេបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសតាមស្ប្រភេទក្រដាស់ដែលបងប្អូនចង់រើសចំណែកផ្នែកទីកថាលីកលបាទលីកលគឺជាខ្នាតមួយដែរប៉ុន្តែខ្នាតវាទំហំវាជាប្រភេទលីកលបាទបាទដូចគ្នាយើងណាអត់ខុសគ្នាទេវាគ្រាន់តែសាយទំហំរបស់វានឹងគឺវាផ្លាស់ប្តូរទៅតាមទម្រង់របស់ក្រដាស់ របស់ផ្សាយបងយើងចាប់ផ្លយបាទចាប់ផ្លយនេះក៏ជាទម្រង់របស់ក្រដាស់ប្រភេទជាផ្លយដែរបាទហើយអានេះគេហៅថា A4 បាទជាង A4 បងប្អូនភាគច្រើនគឺស្គាល់A4 ហ្នឹងគឺជាក្រដាស់សភៅរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺភាគច្រើនគឺសភៅពុំលេងវាយកុំព្យូទ័រវិញហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺ A4 តែម្ដង A3 ចុះបងប្អូនអាចមើលសាយពវិទ្យអាចថាទំហំពវិទ្យអាចធំមួយក្នុងពីរ A4 មួយក្នុងពីរបានA3 មួយបាទតើបាទ B5 បាទ B5 នេះគឺជាទំហំក្រដាស់ដែរបើតាជាភេទក្រដាស់ដែលតូចជាងក្រដាស់A4 បាទអូខេហើយនេះ B4 បាទ B4 ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងធំជាងក្រដាស់B5 បាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថាឥឡូវយើងយកជាក្រដាស់ប្រភេទ A4 បាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺជាការបង្កើតក្រដាស់មួយបាទអូខេអញ្ចឹងកាលនេះគឺជាការបង្កើតក្រដាស់ការងាររបស់យើងគឺយើងសម្រេចថាយកបានក្រដាស់របស់យើងមួយណាបាទអូខេហើយបន្តទៀតមកកាន់កាលនេះគឺជាធូលបាទរបស់យើងអញ្ចឹងធូលបាទរបស់យើងយើងបានសិក្សាហើយប៉ុណ្ណេះណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការណែនាំនៅប្រភេទនៅទម្រង់ក្រដាស់ដែលយើងចង់ធ្វើ អូខេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់នៅពេលដែលបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូនេះណាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្ទាប់ទៀតអូខេបាយបាយ